được thành lập theo quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có tiền thân là Khoa Kinh tế Chính trị, được thành lập vào năm 1974 và trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau 5 năm hoạt động với tư cách là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế đã dần khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của nền kinh tế và xã hội, nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội. Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã, đang và sẽ nỗ lực để tạo dựng cái môi trường tự do học thuật mang đậm nét văn hóa riêng, mà ở đó sáng tạo được khuyến khích, say mê được nuôi dưỡng, hợp tác được thúc đẩy, chất lượng và hiệu quả được coi trọng, hài hòa và phát triển bền vững được đảm bảo. Trong những năm qua, với sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu xây dựng nhà trường theo hướng đại học nghiên cứu, các chương trình nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế hướng đến là nghiên cứu chất lượng cao và các nghiên cứu có tính liên ngành, đỉnh cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Sinh viên khi học tập tại trường có nhiều cơ hội được tham gia các môn học bằng tiếng Anh do các giảng viên trong và ngoài nước giảng dạy. Với môi trường học tập hiện đại, có cơ hội được nhận nhiều học bổng từ các cá nhân, tổ chức là các đối tác của trường. Có cơ hội được giao lưu với bạn bè quốc tế, qua đó giúp sinh viên được trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể tiếp thu tốt nhất những kiến thức mà nhà trường mang lại. Bên cạnh được trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành, các giảng viên Trường Đại học Kinh tế còn là những người chở đò tâm huyết, biết khích lệ những tiềm năng sẵn có của mỗi sinh viên, trang bị cho sinh viên thái độ và kỹ năng học tập khoa học, giúp các em tự mình tìm đến kho tàng kiến thức của nhân loại để chuẩn bị hành trang cho tương lai. Từ năm 2007 đến nay, trường đã triển khai hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học các cấp. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều tập trung vào những vấn đề nóng, phục vụ đắc lực và kịp thời chương trình phát triển kinh tế xã hội, tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô, giải pháp cho phát triển bền vững và chất lượng tăng trưởng GDP. Sinh viên Trường Đại học Kinh tế đã đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.